Nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ là một trong hoạt động nổi bật được các cấp hội liên phụ nữ trong tỉnh Gia Lai triển khai. Theo đó, các cấp hội đẩy mạnh công tác vận động hội viên phụ nữ tham gia rèn luyện sức khỏe, tham gia các mô hình văn hóa, văn nghệ, dân vũ thể thao. Đặc biệt, phong trào dân vũ ngày càng phát triển mạnh mẽ tại tất cả các chi hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia lưu trữ, bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa như mô hình dệt thổ cẩm, cồng chiêng nữ, múa xoang. 220 trên 220 cơ sở hội đã thành lập hơn 800 mô hình câu lạc bộ vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, thu hút trên 33.000 thành viên tham gia. Tiêu biểu như các mô hình câu lạc bộ phụ nữ sống khỏe, sống đẹp, phụ nữ vui, khỏe, tự tin, dân vũ thể thao, dệt thổ cẩm, văn nghệ liên thế hệ, câu lạc bộ dưỡng sinh.